Thời gian 10 giây bắt đầu. Nãy giờ tôi ấn tượng. Hết hồn, hết hồn chứ ha. Mỗi lần mà cứ như lên nhạc hoài. Sao vậy? Luôn á. Cái âm nhạc nó phải hỗ trợ cái tinh thần. Anh hết giờ. Hết giờ rồi, anh chơi bấm đúng với anh. Rồi bấm. Anh đang nghĩ chọn số 6. Bây giờ sẽ là ca khúc của nghệ sĩ Đại Nghĩa và người chơi trong căn phòng số 6. Mời anh về thăm quê. Cố lên. Dạ bà con cô bác ơi, em dân thành phố mới xuống, nhận lời cốt đẹp về đây thăm quê hương mình. Bà con biết nhà cốt đẹp ở đâu không, chỉ cho em với. Nhà ở đâu? Hôm mấy giờ đến thì ngắm cảnh trước. Xưa bàn tay dịu dàng nhăn nhăn, cánh nhân lúa thơm ngã hương hai mùa. Quê em đẹp quá Úc ơi, quyết định về đây làm rể luôn chịu hôn nè. Dạ, để em về em hỏi ba má em nghe không? Kìa, ông ba ông tới kìa. Đi về con. Và bây giờ trước khi chúng ta trò chuyện với cô gái Út này thì đây sẽ là thời gian để cho quý vị bắt đầu bình chọn. Quý vị khán giả tại trường quay sẽ có 10 giây và chúng ta nhớ nha, chỉ dựa vào tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi, anh Đại Nghĩa chỉ góp phần hỗ trợ cho các bạn. Và thưa quý vị, nếu như chúng ta lựa chọn thì nhấn phím A, không lựa chọn thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Mọi người bình chọn cho cô Út nha. Này cô Út quá dễ thương. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Và bây giờ chúng tôi sẽ bảo lưu số điểm này. Sau khi 8 tiết mục song ca trình bày xong thì chúng tôi sẽ cho quý vị biết kết quả. Còn bây giờ thì hãy làm quen với cô Út Mén. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh Bạch Công Khanh. Em chào tất cả quý vị khán giả, tất cả quý vị đang có mặt tại trường quay và quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Dạ, em tên là Ngọc Anh, em quê ở Bình Dương. Xin chào Ngọc Anh. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ nghe nhận xét của ba khách mời còn lại. Chị Ngọc Liên ơi, chị nghĩ gì ạ? Giọng em rất là ngọt. Thường thường á, chị để ý rồi, những cái cô bé mà nhỏ nhỏ con á, thường thường có cái chất giọng đặc biệt. Một là ngọt ngào, còn hai á, thì là rất là mạnh. Nhưng mà chị rất lo lắng cho em là bởi vì chị nói cô bé này phải cẩn thận với Đại Nghĩa. Bởi vì sao? Anh Đại Nghĩa thường hát hay chiêu trò dữ lắm. Anh sẽ nói, anh diễn, anh sẽ khuấy động cả sân khấu. Và em phải tập trung. Nếu mà em không tập trung á, là em có thể sẽ quên lời, hoặc là em sẽ mất tập trung cái bài hát của mình. Nhưng em vẫn đối đáp giữa anh Nghĩa và vẫn diễn anh Nghĩa như là đã tập dượt rồi, mặc dù chị biết trên sân khấu. Đi bên em chiều trên lối vắng, phố xa ngỡ như thật gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ. Một rất tuyệt vời thưa quý vị. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Thời gian bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay đã kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái có một chiếc áo rất là xinh xắn và một giọng hát cũng rất là lãng mạn. Trước tiên thì Hiền Lê xin được gửi lời chào đến tất cả bốn nghệ sĩ khách mời, anh Bạch Công Khanh cùng toàn bộ tất cả quý vị có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn mọi người. Hiền Lê thì là một nghệ sĩ chơi đàn violon và cũng đôi lần được kéo đàn cho anh kia nhá hát rồi ạ. Và hôm nay rất là vui khi được hát cùng với anh. Chị là người quen. Xin chào chị Hiền Lê. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm. Bởi vì khi mà chị Hiền Lê hát thì Hồng Gấm đã quay sang Khanh nói là đây là người quen. Dạ. Xin chào Hồng Gấm. Dạ chị. Em thì có cơ hội được làm việc chung với chị Hiền Lê rất là nhiều show rồi.
Chị là nghệ sĩ kéo violon long. Nhưng mà em rất là bất ngờ bởi vì hồi đó giờ em chưa được nghe chị hát. Và hôm nay là lần đầu tiên. Lần đầu tiên em được nghe và em thật sự rất là bất ngờ. Bởi vì cảm thấy rồi, sắp có một đối thủ cạnh tranh rồi. Em rất là ấn tượng với cái phần biểu diễn vừa rồi của chị. Cảm ơn chị, một tiết mục rất là tuyệt vời. Cảm ơn những lời khen của ca sĩ Hồng Gấm. Anh Hoàng Bách ơi, anh đang nghĩ gì đấy ạ? Tiếng hát này có làm anh sao động tí nào không? Cái giọng hát này đối với Bách là hơn cả mức sao động. Bởi vì đầu tiên là cái bài hát đã. Cái bài hát đưa mình về một cái ký ức mà lúc đấy mình là một cái cậu bé mới lớn, thanh niên, bắt đầu tuổi thanh niên. Và thực sự nó rất là mơ mộng. Một bài hát rất mơ mộng. Rồi nghe giọng hát thì mình bảo là đây rõ ràng không phải là một cái ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng mà có cái gì ở bên trong đó. Mình cảm thấy là về nhịp phách, về cao độ, về cách xử lý thì mình thấy nó có cái bài bản ở trong đó. Thế thành ra Bách rất là bất ngờ khi mà cuối cùng biết được đây là một người đồng nghiệp trong giới chơi nhạc của mình. Anh không biết là sau cái cuộc thi này thì em có tính là đi làm ca sĩ chuyên nghiệp không? Mình có nhau thì sao phải gieo u sầu. Những nơi mình qua khi từng về sâu, anh ơi nó quên thật sao. Giá mà những nơi mình đã qua đừng in dấu chân đôi ta. Tìm rất đau, thật lòng muốn hỏi người một câu, ta có thuộc về nhau? Thật lòng muốn hỏi người một câu, ta có thuộc ban và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa xong ca cùng anh Hamlet Trương. 10 giây bắt đầu. Thời gian đã hết, cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Xin chào bạn. Dạ. Em lời nói đầu tiên thì em xin được chào anh, em xin được chào 4 vị khách mời và tất cả vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Bạn tên là gì ạ? Dạ em là Yến Vi. Anh mời Hồng Gấm chia sẻ trước. Gấm cũng đã từng hát bài này, đúng là cái bài này cái quãng của nó rất là rộng. Thấp thì rất thấp mà cao thì rất cao, nhưng mà cái giọng của bạn á, bạn hát cao thì nó rất là chắc và sáng. Bạn hát thấp nó vẫn rất rõ từng chữ. Ngưỡng mộ Yến Vi rất là nhiều. Cảm ơn bạn. Cảm ơn chia sẻ của Hồng Gấm. Khanh muốn nghe chia sẻ của anh Kheo. Em hát xong rồi em say sưa, là kiểu như em ở một cái thế giới riêng của em. Và em đang thổi hồn vào từng câu, từng chữ của bài hát này. Và cái điều đó là nó làm cho cái phần trình diễn của em rất là khác lạ và hay. Và đặc biệt là anh thấy là em có vẻ hợp với cái dòng nhạc kiểu hơi jazzy một chút á, tại vì cái cách mà em cảm nhạc thì nó lại phù hợp trong một cái không gian như vậy. Tức là anh có thể rất là anh có thể nhìn thấy bóng dáng của em rất rõ trong đầu của anh, đang ngồi kế một chiếc piano và hát say sưa như vậy thì nó rất là phù hợp. Cảm ơn chia sẻ của anh Kheo.
Anh Hoàng Bách ơi, điều đầu tiên là anh chúc mừng Hamlet Trương có một cái sự lựa chọn chuẩn xác. Cả hai bạn đều làm rất là tốt cái phần của mình. Và anh thì đặc biệt riêng cái phần này thì phải vỗ tay cho Hamlet Trương, bởi vì là em có cái sự nâng đỡ rõ ràng với bạn diễn của mình. Có những câu em buông luôn để cho bạn thể hiện. Anh nghĩ là có những câu của em, nhưng mà thấy bạn đang hát tốt quá thì mình để bạn hát luôn. Thì Bách nghĩ đây là một cái phần trình diễn mà họ đã tìm thấy nhau trên sân khấu này. Chúc mừng hai bạn, chúc mừng chương trình. Dạ. Chiếc bóng cô phòng đâu là cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bàng nó. Em nghe gì không?
mắt mê ở tuyệt vời đúng không quý vị? Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho người chơi. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với chàng trai đang mặc một cái màu áo cũng giống Khánh. Rất là phải gọi là bị lôi cuốn bởi tiếng hát của bạn. Bạn hãy giới thiệu về mình nhé. Dạ, cho phép em xin được gửi lời chào đến ban giám khảo cũng như là tất cả các khán giả đang có mặt tại sân khấu ngày hôm nay ạ. Em tên là Công Quốc. Năm nay em 20 tuổi, hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Anh Hoàng Bách, anh nghĩ sao về màn kết hợp này ạ? Hôm nay anh nghĩ là mình là một người rất may mắn. Hai phần trình diễn của Bách phải nói đều là hai cái bài nó không dễ. Dạ. Rất là thử thách giọng hát. Nghe thì dễ nghe nhưng mà hát thì khó hát. Và mình may mắn mình lựa chọn được hai người diễn chung đều hát rất hay theo cách của mình. Mỗi người có một cái phong cách riêng. Và đi trọn vẹn được bài hát và nó có những cái sáng tạo tung hứng với nhau. Bách không biết là các bạn, quý vị khán giả ở dưới và xem truyền hình sẽ cảm nhận được nó như thế nào. Nhưng với bản thân Bách thì khi Bách diễn với cả hai bạn và đặc biệt là cái phần trình diễn này nha, thì Bách cảm thấy mình đúng thực thoát vai một cái người là sẽ phải hướng dẫn, nâng cái người nghệ sĩ đứng bên cạnh mình mà là mình đang được diễn cùng với một bạn nghệ sĩ thực sự là một nghệ sĩ bản lĩnh, có bản lĩnh sân khấu. Khánh cảm nhận được sự hài lòng của anh Hoàng Bách khi mà lựa chọn được căn phòng của bạn. Anh Khai ơi, anh có thích tiết mục này không? Kyle rất là thích tiết mục này và đặc biệt là Kyle nghe bài này rất là nhiều. Kyle đi diễn ở bên Mỹ hay là đi diễn ở bên Úc thì người ta cũng rất là hay nghe bài này. Nhưng mà nghe hai người hôm nay hát bài hát này, phải nói là đó là một cái cảm xúc hoàn toàn mới đối với Kyle. Vì hai người có hai chất giọng na ná với nhau á. Và bên cạnh đó thì khi hai người diễn với nhau thì có một cái sự qua lại ăn ý và một cái sự kết hợp phải nói là gần như là hoàn hảo. Cảm ơn chia sẻ của anh Kyle. Hồng Gấm thì sao ạ? Nếu mà em mà ở nhà em xem tivi á thì chắc chắn em không tin đây là một trường hợp ngẫu nhiên. Bởi vì cái sự giao đãi nó quá là ăn khớp với nhau. Dạ. Đây cũng là một cái giọng mà bạn hát lên là người ta biết đó là bạn. Dạ. Cái giọng bạn rất là tình cảm, nội lực. Nói chung là nó hội tụ đủ các yếu tố của một cái người mà sẽ thành công. Cảm ơn chia sẻ của Hồng Gấm. Bây giờ thì chắc là Khanh phải nghe cái phản hồi sau cùng của anh Ham Đức Trương. Anh cũng là một cái dàn bao quá là vững chắc để bạn thể hiện được rõ đúng cái từ mà chị Gấm dành cho em, đó là từ bản lĩnh sân khấu. Em có thể thể hiện được hết bản thân mình với một cái bài hát là khó. Cho nên là chúc mừng hai anh em.
khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của anh ngày đầu hết được rồi. Giữa những đam mê tâm tối, liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi. Người năm xưa đâu rồi, lạnh băng tiếng khóc cười. Em ở nơi xa xôi vô lối. Mặt đất nữa giữ đôi chân chúng ta, thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ. Ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa. Dẫu trần gian cho em đắng cay, nơi anh là nhà. Chẳng còn nhiều luyến lưu, em anh mong lo mơ anh khô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu. Chúng ta sẽ bắt đầu thời gian bình chọn dành cho quý vị khán giả tại trường quay với 10 giây. Xin mời. Quý vị thân mến, thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai đang đứng cạnh Khanh và Hồng Gấm đây. Xin chào bạn. Dạ vâng, và lần đầu tiên xin cho phép em gửi lời chào tới chị Hồng Gấm, dàn nghệ sĩ khách mời cũng như là toàn thể mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay, cũng như là khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ, một lời chào trân trọng nhất ạ. Em tự hiệu, em tên là Nguyễn Ngọc Thịnh và em năm nay 21 tuổi và em đang là sinh viên của trường Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Nguyễn Ngọc Thịnh, trong trường Y Dược bạn học khoa nào? Dạ em học đa khoa. Wow, một bác sĩ tương lai. Dạ vâng, và đây cũng là lần đầu tiên em thử sức với một sân khấu như thế này. Khán giả cũng như là được song ca với một người nổi tiếng. Cho nên là em có hơi bị một chút run cũng như là một chút xíu áp lực nhẹ nhẹ khi mà đứng gần. Nhưng mà không sao, tiếng hát của bạn vẫn chinh phục được chúng tôi đấy. Hồng Gấm ơi, cảm xúc của bạn như thế nào khi mà song ca với chàng trai này? Chị cảm nhận được em là một người đã có rất nhiều trải nghiệm trong tình cảm và có thể là trong cuộc sống, và giúp cho cái giọng hát của em nó chín chắn hơn, và chị tin nó sẽ còn vươn xa hơn nữa. Cố gắng lên nha. Vâng ạ, đó là chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm. Không biết anh Hamlet anh nghĩ gì về tiết mục này? Thật ra thì cặp đôi này đến được với nhau là nhờ tôi á. Đúng không? Tại vì tôi chọn Gấm hát trước thì Gấm mới chọn số 3. Chứ tôi thấy số 3 là nhiều người cũng muốn hát chung, tại vì bạn rất là năng lượng ngay từ đầu rồi. Cảm ơn một tiết mục tuyệt vời. Vâng, kính chào bạn nào của anh Hamlet. Thịnh bước chân xuống thì từ trong đầu ra anh nảy ra là cái thằng bé học sinh cấp 3 nào mà nên đi vào đây làm gì? Đi lạc à? Đi lạc à? Nhưng mà khi em cất giọng lên thì nó tương phản hoàn toàn với những gì anh đã tưởng tượng. Đó, một cái giọng rất là nam tính, có cái độ rung đặc biệt dày, giọng về cơ bản là giọng tốt và hát xử lý có cái riêng của mình. Chúc mừng hai chị em. Cảm ơn lời khen của anh Hoàng Bách. Thế còn KO thì sao ạ?
một cái mà Kyle cảm thấy rất là hài lòng với cái phần trình diễn này, đó chính là cái sự thoải mái trong người của em á. Và mỗi khi là mình lên sân khấu và mình có một cái sự thoải mái đó, mình rất là tỏa sáng, là mình tự nhiên và mình giống như là một người đang làm những cái gì mình mong muốn trong một cái khoảnh khắc mà mình thực sự cảm thấy hạnh phúc. Người yêu cũ có người yêu mới, bước qua tôi sao tim bồi hồi. Người yêu cũ có người yêu mới, tôi đứng yên nhưng lòng tôi rối. Người yêu cũ có người yêu mới, bước bên nhau đoạn đường đi tới. Người ta thay thế tôi bên em, thay thế tôi yêu em, thay thế tôi quan tâm về em. Thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu.
Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái đang mặc một chiếc đầm rất là bí ẩn. Em chào anh, em chào anh Hà Nói Trương và chào các anh chị bên dưới và các khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu thì em tên là Quỳnh Như. Dạ, và hiện tại thì em đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của bạn là gì? Công việc chính của em là nhà sáng tạo nội dung về thời trang và idol livestream ạ. Xin chào Quỳnh Như. Dạ vâng. Thế thì ca hát chỉ là niềm đam mê? Dạ đúng rồi. Tại trước đây thì em có theo đuổi âm nhạc nhưng mà hiện tại thì em lùi về sau nên là em sẽ hướng về thời trang nhiều hơn là ca hát. Bạn có nghĩ là hôm nay bạn sẽ song ca ca khúc này với chính tác giả không? Dạ không, chưa, em chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ Khanh muốn nghe nhận xét của ba vị khách mời sau khi thưởng thức phiên bản Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới lần đầu tiên trên Song Ca Giấu Mặt. Cái giọng của bạn á, thì thực sự nó rất là đặc biệt, không có xen lẫn vào ai được hết. Ví dụ bạn cất giọng lên là biết, ồ đây là Quỳnh Như. Thì mình nghĩ là bạn nên, mình vẫn có thể làm song song hai công việc mà. Và Gấm tin là bạn cũng sẽ hạnh phúc khi làm điều đó. Chúc bạn sẽ thành công trong tương lai. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm. Khanh muốn nghe chia sẻ của anh Hoàng Bách. Cái đầu tiên là phải chúc mừng hai anh em tìm thấy nhau, hai bạn tìm thấy nhau. Đây là một bài hát rất là nhiều cảm xúc. Và nếu cái giọng hát nó chỉ thiên về một cái yếu tố nào đó mà thiếu đi cảm xúc thì sẽ không thể hát được cái bài hát này. Hôm nay em làm rất là tốt. Thực sự cái sân khấu này, cái bài hát này đúng thực là dành cho em. Và phải chúc mừng Hamlet Trương là tìm được thêm một người hát bài hát của mình hay nữa. Anh đánh giá em là một người rất là sáng tạo, tại vì em làm về thời trang và em đã thổi hồn vào bài hát này cũng rất là hay. Bài hát này tựa giống như một cái bài hát rất là nhanh, nên thật ra là nó đòi hỏi mình phải có nhiều cảm xúc đổ vào đó, và đặc biệt là mình phải rất là nhanh về cái lưỡi của mình để mà mình rõ lời và mình có thể xử lý cái bài hát này. Và anh nhận thấy em đã làm cái điều đó rất là tốt. Cảm ơn anh Kheo rất nhiều. Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau những điều anh vẫn không thể tin lúc anh đọc thư ấy. Dòng viết yêu thương từ em là những xót xa trong anh. Em ngỡ đi thật xa để anh lại ngủ yên. Sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với ca sĩ Kheo Giót. Các bạn có 10 giây, thời gian bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép em gửi lời chào đến bốn vị ban khách mời và tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Em tên là Võ Thị Yến Phiên và hiện tại em đang là sinh viên của trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào Yến Phiên. Có phải ngày hôm nay
bạn bị sao xuyến chứ anh Kaio không? Tại vì khi mà nhìn bạn hát, anh cảm thấy bạn có cái gì đó rất là ấp úng. Dạ, nói chung là trước khi mà đứng trước một chàng trai nào đó mà đẹp như thế này thì không thể nào mà không sao xuyến được ạ. Trước đây thì Phiên đã từng là một thí sinh của một cuộc thi mà Trương có chấm cho cái cuộc thi đó. Và Phiên là một trong những người đi đến rất sâu ở vòng cuối cùng. Bạn là người tranh giải gần cuối cùng. Cho nên là khi mà cất giọng lên là mình biết ngay là người quen. Và chúc mừng Phiên, hôm nay em cũng tiếp tục thể hiện bản lĩnh của mình với Kaio. Cảm ơn chia sẻ của anh Hàng Lép. Không biết ca sĩ Hồng Gấm cảm thấy như thế nào khi xem tiết mục này? Đây là một tiết mục rất là thành công. Cái ấn tượng ở chỗ nữa là anh Kaio lùi về hát bè để nâng cái giọng hát của bạn lên, thì cái sự phối hợp này nó rất là ăn ý và cái hiệu ứng của nó rất là tốt. Chúc mừng. Và đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Dạ. Yeah. Anh Hoàng Bách có đồng ý không ạ? Lâu lắm mới nghe một giọng mezzo đẹp như vậy. Phải chúc mừng Kaio và em Phiên có một phần trình diễn tình cảm. Hai bạn rất tình cảm với nhau. Đây là một bài hát không có dễ để mà hát song ca. Yeah. Khi mình kết hợp với nhau lại còn chưa từng tập chung với nhau nữa. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mối tình khát khao, đời bao giông tố, đời nhiều trông gai. Anh vẫn yêu tình yêu là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với ca nhạc sĩ Hoàng Bách. Nếu như quý vị chọn hãy nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B, và 10 giây dành cho tất cả quý vị khán giả bắt đầu. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với anh Hoàng Bách. Xin chào bạn. Xin chào bốn vị ban giám khảo, cũng như xin chào toàn bộ quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tự giới thiệu, em tên là Hoàng Tùng. Hoàng Bách và Hoàng Tùng thưa quý vị. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Một cặp song ca mà như quý vị thấy trên sân khấu nó rất là ăn ý với nhau, nhưng họ không hề tập trước với nhau. Tất cả đều là sự ngẫu nhiên. Lần đầu tiên hát trên sân khấu bài hát này. Nhưng có thể nói đây là cái lần mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Tự nhiên cái ký ức của 17, 18 năm trước
nó tự nhiên nó quay trở lại với mình. Mình mới nhớ lại lúc đấy mình đứng trên sân khấu như thế nào. Và anh Lam Trường hát tặng mình trên sân khấu hai vợ chồng mới cưới bài hát đấy, cái cảm giác nhớ lại như thế nào. Lâu quá rồi, bây giờ hôm nay cảm ơn Tùng rất nhiều, cảm ơn ban biên tập chương trình. Gắm nhận xét về tiếng hát của Hoàng Tùng luôn đi, cũng như là phần trình diễn vừa rồi. Phần thể hiện của anh á, cái tình cảm nó rất là dạt dào cảm xúc, nó rất là hay. Thế còn Kayo thì sao? Anh có thích màn song ca này không? Kayo rất là thích, lâu rồi Kayo không có nghe anh Hoàng Bắc trình diễn live, mà phải nói là giọng hát quá khỏe, quá hay. Và một cái sự kết hợp giữa hai người tựa giống như là một cái phần trình diễn trên một cái sân khấu rất là chuyên nghiệp. Và Kayo thấy là em nên kiểu như là đi theo ca hát hay là tiếp tục rèn luyện thêm cái giọng hát của mình. Tại vì một người như em cũng sáng sân khấu và biết di chuyển cũng như là thể hiện cảm xúc rất là tốt trong một cái môi trường như thế này. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Theo Gió. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một người nhạc sĩ. Đeo mắt kiếng vào, bởi vì hai anh em chói lòa quá. Và hôm nay thì hai anh em hát với nhau quá là tuyệt vời, quá là hòa quyện. Và mình cũng có cảm giác đây là một cái bài hát nó được vang lên ở một cái đám cưới thì nó sẽ thật sự rất là hạnh phúc. Trường nào đã qua đã khiến ta gặp nhau, đến nay hóa ra biển sâu, chẳng thể nào còn trông thấy nhau. Lời nào anh đã trao đã trôi về đâu, tình nào ta khát khao đã phai tàn màu, chỉ còn lại trái tim cứ đau thật đau, vết sao cứ sâu thật sâu, nhưng vết sao tựa những thương yêu. Vì tôi đã dâng trọn hết trong người cả xác thân và tâm linh hồn, và tôi cứ yêu chẳng cần nghĩ đến vất vờ, vờ như đang đắm đuối trong mong mơ. Tại sao cứ yêu là cứ sầu, đùa với nhau như nước qua cầu, rồi oan trách nhau sao mình mãi mãi không gần nhau. Thà không biết nhau từ phút ban đầu, khi trái tim vẫn chưa ùa nhau và ta chưa xé nát tâm hồn nhau. Tại sao cứ yêu là cứ sầu, đối với nhau như nước qua cầu, rồi oan trách nhau sao mình mãi mãi không gần nhau. Trái tim vẫn chưa ùa nhau và ta chưa xé nát tâm hồn nhau. Thank you.
Và đó là tiết mục song đấu của Di Nhi cùng với Bùi Văn Đại và ca khúc Con Đường Màu Xanh. Bây giờ quý vị khán giả tại trường quay cũng sẽ có 10 giây để bình chọn cho hai tiếng hát này. Nếu như chọn Di Nhi, quý vị nhấn phím A. Chọn Bùi Văn Đại, quý vị nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều và lát nữa đây chúng ta sẽ biết được kết quả. Còn bây giờ thì Khanh muốn nghe chia sẻ của anh Quốc Thiên, bởi vì đây là hai người chơi đều đã từng song ca với anh trong song ca giống mặt. Thiên rất là vui khi mà hôm nay Thiên may mắn được hát với hai bạn Nhi Nhi và Bùi Văn Đại.
hai bạn đã hát hết sức mình, rất đầu tư vào trong cái tiết mục của mình. Cái điều đấy là cái điều mà Thiên rất là trân trọng, Thiên rất là cảm ơn các bạn. Đại cũng rất là cố gắng, cái giọng của Đại là đặc trưng là ấm áp ấy, nên là khi mà hát lên người ta có rất là có thiện cảm. Còn Nhi Nhi thì là một cô gái hát rất là chắc chắn. Và chúc mừng hai em Đại và Nhi ngày hôm nay nhé. Cảm ơn chia sẻ rất chân thành của anh Quốc Thiên. Trong cái thời gian ngắn thôi, Nhi đã xử lý được rất là tốt. Mình không có nằm trong cái vùng an toàn mà thoát ra cái vùng an toàn luôn, mà có thể feel được cái điều đó. Tôi xem hai bạn hát mà tôi cảm giác như là đây không phải là tiết mục hai bạn mới vừa tập. Cảm giác như hai bạn đã hát chung với nhau rất là lâu rồi, rất là tự tin. Theo cái ý kiến riêng của em ấy, thì ca khúc này Đại hát rất là tốt. Về Nhi thì em hát em rất là tự do. Rồi em bè nữa, em bè cho Đại. Rồi xong là em cũng rất là chủ động trong cái phần hát của em. Dạ, cảm ơn những chia sẻ rất khác nhau của các khách mời. Và bây giờ khách mời quý vị, chúng ta cùng hướng mắt về màn hình chính để theo dõi kết quả. Chúng ta có hai con số là 51% và 49%. Giọng hát giành chiến thắng là giọng hát nhận được 51%. Xin chúc mừng Bùi Văn Đại. Bùi Văn Đại chính là giọng hát giành chiến thắng của Sông Ca Dấu Mờ. Bạn đã nhận được 10 triệu đồng. Chúc mừng. Và chúc mừng Quốc Thiên, đây là giọng hát đã sông ca với anh. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị, xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ hãy cùng Khanh trò chuyện với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ. Lời nói đầu tiên cho phép Kim Oanh xin gửi đến bốn vị khách mời, tất cả khán giả đang có mặt tại trường quay và tất cả khán giả xem đài truyền hình một lời mến chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Xin chào Kim Oanh. Anh Tiết Cương, anh có thích tiếng hát này không? Thật sự cái giọng ca của Kim Oanh rất là ngọt ngào. Và Tiết Cương nghe cảm thấy nói chung rất là coi như là mê đắm trong giọng hát của cô ấy. Đó là suy nghĩ của anh Tiết Cương. Không biết các khách mời còn lại nghĩ sao?
con mắt của anh nó hiếp lại không thấy đường luôn, em thấy không? Không thấy đường luôn, anh cười không? Lúc đầu đề nghị chỉ nói vô chuyên môn, không nói chuyện ngoài lề. Không, thật ra là một cái ca khúc mà mình luôn cảm thấy là rất là tròn trịa và nó mang tính giải trí rất là cao. Thiên thấy là bé Oanh là một người rất là tự tin đấy, bước xuống cất giọng lên một cái là chính xác luôn, rồi cái giọng cũng rất là bắt mic nữa. Cái sự bình tĩnh của em rất là đáng khích lệ, là vì em cũng hòa vào được với cái tinh thần của anh Tiết Cương luôn. À, thật sự thì khi hát song ca với Kim Oanh bài này, Tiết Cương thực sự rất là tiếc, bởi vì Tiết Cương cảm thấy cái bài hát này chưa có đất để cho Kim Oanh thể hiện hết cái nội lực và cái giọng ca của mình. Cảm ơn Kim Oanh rất nhiều. Và Khanh hy vọng rằng số phần trăm bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay dành cho bạn sẽ là một con số mà bạn vừa ý nhất. Giờ là 10 giây dành cho quý vị. Xin mời. Thời gian bình chọn dành cho quý vị khán giả tại trường quay đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh Khanh ạ. Lời nói đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Nghĩa, các vị ca sĩ khách mời, khán giả tại trường quay cũng như là khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ của chương trình Song Ca Giấu Mặt. Dạ, em tên là Văn Thảo và hiện tại em đang sinh sống tại Bình Dương ạ. Khanh chào Văn Thảo, công việc chính của Văn Thảo hiện tại là gì? Dạ, công việc chính của em là em làm văn phòng ạ. Và bữa tối thì em có đi hát thêm một số các tụ điểm của Ascotic ạ. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn về tiếng hát của Văn Thảo. Khanh xin mời các khách mời ạ. Tự dưng không biết sao thấy em ấy khớp ngay cái thời điểm đầu. Anh nghĩ đó là bởi vì đây là lần đầu tiên hai bạn song ca với nhau. Có một phần hình như là bạn ấy cũng đang hơi có một chút hồi hộp. Tin thấy câu đầu tiên bạn vô rất là mềm, rất là tình cảm. Sao càng ngày em càng lại mất đi cái đấy? Dạ thật ra thì em hát với anh Nghĩa thì em rất là run. Anh Nghĩa vậy là anh Nghĩa bớt múa lại để cho anh khỏi hồi hộp. Anh người ta vừa xuống cái anh múa một đường rồi người ta lại hồi hộp hơn. Thảo ơi, trước đây bạn đã từng tham gia một cuộc thi hát nào chưa? Dạ trước đây thì em chưa từng tham gia. Thế đây có phải là sân khấu lớn đầu tiên bạn đứng biểu diễn không? Dạ đây là lần đầu tiên của em ạ. Wow. Thế thì là hồi hộp đúng rồi. Thế là chuyện đương nhiên rồi. Và khi xem hai bạn biểu diễn thì Tiết Cương có cảm giác như là chìm đắm vào trong câu chuyện của hai bạn. Hai bạn rất là truyền cảm và rất là hút khán giả. Bạn Văn Thảo với giọng hát của bạn thì tôi cảm thấy bạn rất là đáng yêu. Và cứ giữ như vậy nha. Và thật sự là tôi rất thích tiết mục này. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Trong số 8 bài hát mà bạn chuẩn bị á, thì bạn thích nhất ca khúc nào? Em thích nhất ca khúc Trả Nợ Tình Xa. Có vẻ như bài hát ngày hôm nay của anh Tiết Cương đánh đúng tâm lý của quá nhiều người. Đúng. Bây giờ bạn có thể gửi tặng cho chúng tôi một câu trong Trả Nợ Tình Xa được không?
trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn hư không. Khanh nghĩ rằng với bài hát nào thì tiếng hát của bạn cũng hay hết á. Đêm dài nghe tiếng giọng cô buồn, nức nở dần trăng khuya cũng đang buồn tiếng khóc. Tiếng gõ nhịp sông lang ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim huyên đang đón gió thu về. Ngọt ngào quá đúng không quý vị ạ? Cho Khanh xin thêm một tràng vỗ tay nữa.
Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với anh Minh Luân. 10 giây của quý vị bắt đầu. Và A là lựa chọn, B là không lựa chọn. Minh Luân hy vọng rằng là hãy bấm A nha, ủng hộ cho em gái rất là dễ thương. Thời gian bình chọn đã kết thúc ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nha. Và lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến 4 khách mời, cũng như là anh MC Bạch Công Khanh và tất cả quý vị khán giả trong trường quay và khán giả đang xem truyền hình ạ. Xin chào bạn. Dạ, em tên là Dương Ánh ạ, và em đến từ vùng quê mênh mông cánh đồng lúa Thái Bình ạ. Xin chào Dương Ánh. Tiếng hát của bạn với riêng cảm nhận của Khanh, nó giống như là một dòng nước chảy rất là êm dịu, rất róc rách, nhưng mà lại gọi là khiến người ta lưu luyến hoài. Không biết anh Minh Luân có cảm thấy như vậy không? Anh thì anh thấy hình như là đang làm khó Ánh rồi. Nhưng mà Ánh hát cũng rất là hay, rất là truyền cảm, đúng không quý vị? Dạ, em... Đây là chọn A rồi nha. Em cũng nghĩ là đây là một cái trải nghiệm mới của em, nên là em luôn sẵn sàng để thử nghiệm những cái trải nghiệm mới. Mà đặc biệt đây là ca khúc của một nhạc sĩ em rất là thích, đó là nhạc sĩ Minh Vi ạ. Dạ, thế thì bình thường anh hát dòng nhạc nào? Dạ, bình thường thì em sẽ hát dòng nhạc em thích nhất, đó là Huế và Bolero ạ. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với ba khách mời. Bài hát vừa rồi rất là ngọt ngào và Thiên thấy rằng là anh Minh luôn rất là thân thiện ấy. Hát với ai cũng cảm giác cho cái người bạn diễn của mình cái sự ấm áp và biểu diễn kiểu rất là ăn ý với nhau ấy. Có cái sự tung qua hứng lại rất là hay. Và cái giọng hát của anh luôn cũng vậy, cũng rất là trầm ấm và nó làm cho người ta sao lòng. Và đến khi Dương Ánh bước ra hát những câu hát đầu tiên thì Thiên cũng cảm giác như vậy. Trong cái bài vừa rồi thì Thiên lại thấy là anh cũng rất là hợp với cái kiểu dân ca miền Nam này. Thiên rất là bất ngờ. Mà hôm nay có một cô gái hát dân ca, hát bolero thì cũng rất là thú vị. Và thì em cũng rất là thích cái phần biểu diễn vừa rồi. Em cảm ơn anh Quốc cảm Thiên ạ. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên. Không biết Tuấn Nghĩa bạn nghĩ sao? Nghĩa vẫn cứ nghĩ là anh là người miền Tây hay là người ở trong Nam. Cho đến khi mà bạn ấy nói tiếng Bắc. Thế mà... anh lại cho Nghĩa một cái cảm giác như người miền Nam hát rất có nhiều người, có nhiều ca sĩ miền Bắc hát cải lương cũng rất hay luôn, Thiên biết điều đấy. Giọng của anh Luân thì không thôi không nói làm gì nữa rồi. Em lại ấn tượng cái đoạn mà anh đón bạn ấy xuống. Thường là đang mặc vào áo vest đuôi tôm á. Tạo cho cái nhiều khi tạo cho bạn Ánh cảm giác thoải mái hơn đúng không, thân thiện. Dạ đúng rồi. Thực ra thì Minh Luân cũng biết là mình cũng đàn anh của Ánh, thì một người đàn em mà để muốn gắn kết với một người anh thì mình là cái người anh, mình phải là cái người mà có một tín hiệu trước, làm cái gì cho bạn ấy cảm thấy dễ chịu nhất, thấy gần gũi nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một người đàn ông từng trải qua biết bao nhiêu cuộc tình. Trời ơi, anh ấy có khóc không khi nghe vọng cổ buồn? Không, anh cười anh Tiết Cương. Thật sự thì Tiết Cương cũng rất bất ngờ về bạn Ánh, bởi vì Tiết Cương là một người con của miền Tây và đã nghe rất rất nhiều những ca sĩ nữ của miền Nam và miền Tây hát. Nhưng khi bạn Ánh hát thì Tiết Cương không nhận ra được đây là người miền Bắc. Cái đó là thành công của bạn. Và bạn em hát cảm cũng ơn rất anh là... ạ. Rất là, nói chung là rất là ngọt ngào, đúng chất miền Tây Nam Bộ. Cái cách hát của bạn thì nó rất là hay, nhưng mà cái trình diễn thì nó chưa tự nhiên lắm. Chắc có lẽ là gặp anh Minh Luân đẹp trai quá em bị khớp hay sao. Chung với anh Tiết Cương là họ tự nhiên hơn. Có thể. Ngoài ca khúc mà bạn vừa hát với anh Minh Luân thì các ca khúc còn lại bạn thích nhất ca khúc nào? Dạ, ca khúc mà em thích nhất đó là ca khúc Một Lần Giang Dở. Nhưng mà tiếc quá hôm nay mình không được hát. Nhưng mà bây giờ hát một câu đi. Khi mới quen nhau em hay nắm tay anh dặn dò, cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang. Đã thương nhau thì mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai. Trời ơi. Cương ạ. Và Khanh hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả tại trường quay sẽ dành cho cô ấy phần trăm bình chọn thật cao quý vị nhé. Thank you.
Thưa quý vị, bây giờ là phần bình chọn của quý vị dành cho cô gái vừa song ca với anh Quốc Thiên. Chúng ta có 10 giây, nếu chọn nhấn phím A, không thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. A nào. Mọi người ơi. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Thời gian bình chọn đã kết thúc rồi. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Em xin chào anh Bạch Công Khanh ạ. Và lời đầu tiên xin cho em được gửi lời chào đến ban khách mời, quý vị khán giả ngồi ở trường quay và xem truyền hình ở chương trình Song Ca Giấu Mặt. Tên của mình là Nhi Nhi. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào Nhi Nhi, một cái tên rất là dễ thương. Anh Quốc Thiên ơi, đây có phải là một tiếng hát mà anh mong muốn trong tiết mục này hay không? Nhi Nhi là một cô gái rất là xinh đẹp. Và anh em mình rất là lâu rồi mới gặp lại nhau, đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay rất là bất ngờ khi gặp lại em ở đây. Anh quá là vui, là vì sao? Nhi Nhi là một cái giọng hát mà Thiên thường gặp trong những cái show diễn thôi, nhưng mà rất là ấn tượng với giọng hát của Nhi Nhi. Hát rất là chắc, rất nhiều cảm xúc, và có một cái ngoại hình rất là xinh đẹp và rất là chăm chỉ nữa. Post những cái clip trên YouTube này kia. Và ngày hôm nay hát với Nhi, Thiên rất là an tâm khi mà nhìn thấy Nhi bước xuống. Thiên bảo wow. Thiên nghĩ là mình sẽ có một cái màn song ca rất là ăn ý ngay sau đây. Và đúng là như vậy. Mọi người thấy Nhi Nhi hát hay không ạ? Cảm ơn Thiên, cảm ơn quý vị khán giả. Sao hú nhỏ vậy? Hát hay không ạ? Nhi Nhi hát hay không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ nghe phản hồi của ba vị khách mời còn lại. Đối với Tuấn Nghĩa thì đây là một cái tiết mục không còn gì để nói ngoài cái từ tuyệt vời nữa. Cái đoạn mà vào đường khúc á, anh Quốc Thiên có bè cho em. Có bè cho em, tự nhiên lúc đó là giống như là đúng là cái người mà hỗ trợ cho em á, lúc dạ, là đẩy em càng ngày lên cao mà em cảm thấy thăng hoa. Lớp nhau ta đâu có hay, ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia rơi lăn nỗi đau. Cô đơn về nơi căn phòng ấy, dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là giấc. Tức là cái thời điểm đó, lúc đó là mình xem như là cái khoảnh khắc đó nó giống như kiểu là khoảnh khắc xuất thần ở trên sân khấu. Những tràng pháo tay của quý vị cho khán giả dành tặng cho Nhi Nhi cũng đã nói lên tất cả. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời ạ. Biết anh đã có ghi chắc nước mắt. And you know
Mặc dù trong ta đều hay lý do phải cách xa, anh đã không thể nào tìm cách để trọn đêm chẳng thể chợp mắt. Without you, 'cause without you, anh đã không thể nào tìm cách dừng lại nỗi nhớ từng đêm trào dâng. Cần làn môi ấm ngọt ngào khó ngàn lần vì sao. Bây giờ đây là anh muốn hết, hết, hết nhớ em người ơi. Anh muốn hết, muốn hết, muốn hết lên nhớ em người ơi. Thèm được bên em, được yêu, được hôn, nhớ em nhiều quá. Thèm được bên em, giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Quý vị nếu chọn thì nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian 10 giây bắt đầu. Xin quý vị hãy bình chọn cho thí sinh buồng số 1. Mỗi lượt bình chọn của quý vị là một niềm vinh hạnh cho chúng tôi. Xin cảm ơn. Thời gian bình chọn đã kết thúc ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với Tuấn Nghĩa nhé. Xin chào bạn. Là trước tiên cho Thế Cường xin gửi lời chào đến bốn vị khách mời. Cảm ơn anh Tuấn Nghĩa, các khán giả tại trường quay và khán giả đang xem đài cũng như anh MC rất là dễ thương. Xin chào Thế Cường. Thế Cường đến từ đâu ạ?
Dạ, em là người quê gốc ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Thế công việc hiện tại của Thế Cường là gì? Dạ, em ban ngày thì kinh doanh và ban đêm làm ca sĩ bán chuyên. Có vẻ như rất khiêm tốn. Không biết anh Quốc Thiên nghĩ sao? Lúc nãy anh Thiên có nói với Khanh là màu giọng của Thế Cường rất đẹp. Cường thì anh cũng thấy rất là thú vị với giọng hát của em. Khi mà em hát cái quãng trung trầm ấy, rất là bắt mic. Nhưng mà khi lên cao thì lại rất là sáng. Và khi mà anh nghe hát với Nghĩa thì anh thấy là hai người rất là ăn ý với nhau. Cho Tiết Cường có ý kiến về tiết mục của bạn Thế Cường. Thì đầu tiên thì Tiết Cường thấy cái bài này là một bài tương đối khó. Dạ vâng. Về mặt kỹ thuật. Và bản thân Cường thì đã thể hiện nói chung là hết sức mình rồi. Nhưng mà cái nghề ca sĩ hay nghề diễn viên của mình đó là nó là một cái chặng đường rất là dài. Anh nghĩ em nên trau dồi thêm về cái kỹ thuật thanh nhạc, về cái nhã chữ á. Em nên học anh Tuấn Nghĩa. Ngay cả ngoài đời ổng nói chuyện cũng đã điệu rồi. Hả? Nói chuyện cảm xúc. Anh ơi, em có điệu đâu. Cũng là một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Khanh nghĩ rằng đây sẽ là những cái kinh nghiệm và cũng là cái hành trang rất là quý báu để cho Cường có thể áp dụng vào công việc của bạn. Cha hết cho người, cha luôn mắt môi nụ
anh em không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này. Chờ mong, chờ mong mãi, trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn hương không. Này gió, gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội, còn ta đường nào cho ta. Trả hết cho người. Bây giờ quý vị khán giả tại trường quay sẽ có 10 giây để đưa ra quyết định của mình dành cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với anh Tiết Cương. Nếu quý vị chọn thì nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. A hết đi các bạn ơi, A hết đi. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này cho đến khi 8 tiết mục song ca của các người chơi và khách mời hoàn thành. Bây giờ chúng ta hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào anh. Lần đầu tiên cho phép Thanh Nga xin gửi tới lời chào thân thương đến 4 vị khách mời cũng như là khán giả trường quay và khán giả đang xem truyền hình, một lời chào trân trọng nhất ạ. Xin chào Thanh Nga. Không biết công việc hiện tại của bạn là gì? Hiện nay thì công việc hiện tại của em cũng là một ca sĩ chuyên nghiệp và cũng hiện nay đang công tác tại đơn vị của báo Tiền Phong ạ. Đúng ạ. Cảm ơn tiết mục đầu tiên của bạn. Bởi vì cái tiêu chí đến đây là hỗ trợ cho thí sinh tỏa sáng, mà nãy giờ anh ngồi một chỗ anh học bài với anh thầm cầu nguyện là hôm nay anh đến đây anh hỗ trợ cho thí sinh chứ anh đừng có làm hại thí sinh. Nhưng mà rõ ràng các bạn thấy Tiết Cương hôm nay hỗ trợ hay là làm hại à? Thấy không? Khán giả ủng hộ chứng tỏ là mình hỗ trợ tốt. Vỗ tay là ủng hộ quá. Hỗ trợ ạ, hỗ trợ ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời còn lại. Em thấy một cái màn song ca rất là vui ạ. Cái giải trí đầu tiên thấy vui là thấy vui, vui rồi đó. Vui từ đầu đến cuối, vui từ khi bắt đầu anh lên sân khấu em đã thấy vui rồi. Bạn Nga thì có một cái giọng hát rất nội lực và rất là chủ động. Bạn cũng chắc ấy, nên là bạn dẫn anh đi đến chỗ nào anh cần trả nợ hết. Là em thấy cái đấy là cái điều mà anh vượt qua được là rất là vui rồi. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên ạ. Đây là một cái tiết mục mà mang tính giải trí rất là cao. Có thể là sẽ là một cái tiết mục vui nhộn nhất trong cái chương trình ngày hôm nay. Bằng chứng là quý vị khán giả cho tràng pháo tay rất là nồng nhiệt đúng không ạ? Cho tràng pháo tay nữa vậy ơi. Em nghĩ là điểm cũng cao lắm đó nha. Dạ vâng, số điểm như thế nào thì lát nữa chúng ta sẽ biết. Nhưng thích hay không là có đúng không quý vị? Đó. Cảm ơn Thanh Nga rất nhiều và Khanh chúc cho phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho bạn sẽ thật là cao. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Anh đã có ghi chắc nước mắt and you know, mặc dù trong ta đều hay lý do phải cách xa, anh đã không thể nào tìm cách để trọn đêm chẳng thể chợp mắt without you, cause without you anh đã không thể nào tìm cách dừng lại nỗi nhớ từng đêm trào dâng, cần làn môi ấm ngọt ngào khó ngàn lần. Vì sao bây giờ đây là anh muốn hết 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 anh kiếp sau ta nhìn thấy
vị, và đó là tiết mục song đấu sau cùng. Nếu như quý vị khán giả tại trường quay muốn bình chọn cho Mộc Anh thì nhấn phím A, bình chọn cho Nguyễn Hân thì nhấn phím B. Quý vị có 10 giây, thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và trước khi chúng ta biết kết quả chung cuộc thì chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời về hai tiếng hát xuất sắc nhất này sau 2 tuần phát sóng. Xin mời ạ. Với tác phẩm Mùa Thu La Bay này thì Nguyễn Hân đã làm rất tốt và hát từ đầu đến cuối rất là ngọt ngào. Và đôi khi Nguyễn Hân còn chủ động hơn cả Mộc Anh trong cái tiết mục này nữa. Thế nên là anh đánh giá cao giọng hát của Nguyễn Hân, từ cách diễn, từ cái cách mà mình đã nhường cho bạn diễn. Cái đó là một cái điều vô cùng đẹp ở trên sân khấu. Cảm ơn chia sẻ của anh Quang Hà. Chúng ta sẽ nghe diễn viên Lê Phương. Có một cái lời khen dành cho bạn Nguyễn Hân, bởi vì bạn quá là play, bạn nhường bạn nữ của mình. Khi mà bạn hát bài này thì Phương thấy sự sâu lắc ở trong cái giọng hát của bạn á, nghe nó đàn ông, nó trầm, và nó cái chữ đớn đau của bạn Phương cũng cảm nhận được cái nỗi đau nó rõ hơn. Còn giọng của anh thì trong bài hát này nó lại có vẻ là nó sáng quá, đôi khi nó lại không có, giống như Phương chưa cảm được cái tình cảm của nó nhiều bằng là cái giọng của Hân. Cảm ơn chia sẻ của diễn viên Lê Phương. Bây giờ chúng ta sẽ nghe ca sĩ Ngọc Liên chia sẻ. Với cái bài mà của chị Liên với em hát song ca với nhau thì chị thấy em đã hòa quyện với chị, vì em cũng hát được cái dòng nhạc bolero trữ tình, nhưng mà em là đã đổi được cái giọng của em hát để phù hợp với chị, cũng giống như để chị hỗ trợ cho em. Mà bây giờ thì chị lại nghe em hát để phù hợp với Mộc Anh, thì em lại đổi hoàn toàn sang cái giọng thật sự của mình qua cái dòng nhạc này, thì chị cảm thấy là em rất thích nghi với từng giọng mà em có thể song ca. Cái đó là điểm mà chị khen em. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của ca sĩ Phương Khánh. Các anh chị khách mời cũng đã nói nhiều về cái bài hát, cách thể hiện rồi. Riêng chị thì chị cảm nhận rằng là chị nhìn lên sân khấu một cặp đôi, một chuyện tình rất đẹp, phải nói thực sự là rất là lãng mạn. Chị thể hiện được rõ ràng là thấy trong cái giọng của Hân nó có cái chất tình trong đó. Khi Hân hát một cái câu mà để mà đối qua đối lại với Mộc Anh á, thì chị cảm thấy em là con người sống có rất có nội tâm và có chiều sâu. Nếu mà em cứ đeo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, chị nghĩ rằng em sẽ rất là thành công. Và chị cũng chúc mừng cho cái tiết mục của hai em rất là dễ thương. Cảm ơn chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh cũng như là các khách mời còn lại. Và bây giờ hãy cùng Khánh theo dõi kết quả chung cuộc, quý vị nha. Quý vị thân mến, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về màn hình chính để theo dõi kết quả của quý vị khán giả tại trường quay đã bình chọn cho tiếng hát của Nguyễn Hân và Mộc Anh. Và 53% chính là giọng hát sẽ giành chiến thắng tại song ca giấu mặt. Kết quả là chúc mừng Nguyễn Hân, bạn đã nhận được 10 triệu đồng. Và đây chính là người chơi đã song ca với ca sĩ Ngọc Liên.
hơn để xưa đợi cô đơn vắng tay. Đời anh đã vắng em rồi, ước gì cho thời gian trở lại, ước gì anh gặp em một lần. Anh sẽ nói anh luôn nhớ em và anh chỉ có em thôi. Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiều vàng, em đã sống những đêm ngoài kia biển su bờ cá, ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô gành đá ngàn câu hát yên bình. Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh, từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên, ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Em xa anh đã bao ngày rồi, ngày như tháng năm ngừng trôi. Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người, người yêu anh hỡi. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn, để giờ đây cô đơn vắng tay. Giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của người chơi. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin chào bạn. Lần đầu tiên cho em xin được gửi lời chào. Trước tiên là xin được gửi lời chào đến bốn anh chị khách mời. Xin chào anh Bạch Công Khanh đẹp trai và toàn thể tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay, cũng như tất cả quý vị khán giả đang xem đài của chương trình Song Ca Giấu Mặt. Em xin tự giới thiệu, em là Thu Thùy. Em là ca sĩ tự do. Thu Thùy. Xin chào Thu Thùy. Anh Quang Hàng ơi, tiếng hát này như thế nào ạ? Với Thu Thùy thì Hà cảm nhận được rằng cái sự rụt rè của cô ấy, cái sự rung động của cô ấy, và cảm nhận được cái sự nhớ mong của cô ấy khi mà cô ấy cất tiếng hát lên là ước gì anh ở đây giờ này.
giọng hát của Thùy nó làm lay động trái tim của chính bản thân Hà, và nó làm cho Hà cảm thấy rằng là ở đây không phải là một cô gái, một thí sinh nữa, mà đây là một cái partner để mình có thể nâng niu. Quý vị có thấy rằng là khi mà Hà cất giọng lên cùng với Thu Thùy thì bản thân Hà cũng điềm đạm lại hẳn hơn. Em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn những lời khen của anh Quang Hà dành cho tiếng hát của Thu Thùy. Khanh mời chị Ngọc Liên. Với cái giọng của em á, thì không cần gì kỹ thuật, không cần. Em hát như vậy là cũng đã truyền tải được cái tâm tư của em rồi. Người nghe cũng nghe rất là dễ chịu. Hôm nay thì chị thấy được cái riêng của em, nó không có bị bắt chước một ai hết. Thì chị chúc mừng điều đó. Em nên cảm ơn anh Quang. Dạ, cảm ơn chị và cảm ơn anh Hà rất nhiều. Cảm ơn chị Ngọc Liên ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của chị Vân Khánh. Cái giọng của bạn nó trầm ấm, nó rất là cảm xúc. Đặc biệt là những cái feel hoặc là những cái luyến lấy của bạn á, nó nhẹ nhàng, nó bạn như kiểu là một người phụ nữ có những cái sống nội tâm và có những cái tình cảm rất là sâu sắc, và bạn hiểu được cái nội dung của bài hát và bạn truyền tải được cái điều đó. Và chúc mừng bạn hôm nay, bạn đã làm rất tốt cái phần biểu diễn của mình. Dạ, em xin cảm ơn chị Vân Khánh rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời ạ. Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ dài, chỉ hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ như đã. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau, lều tranh dạch lá dây trầu quẩn quanh hàng cao. Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt được lỡ lôi cuốn con đò vô tình lờ theo. Thank you.
người xưa kia gặp không ai, thương lòng chỉ hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Thưa quý vị, bây giờ là thời gian cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với diễn viên Lê Phương. 10 giây dành cho quý vị, bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn, hãy giới thiệu về mình nào. Em chào anh Khanh, em chào chị Phương. Thế Chi xin được gửi lời chào trân trọng đến quý khách mời, quý vị khán giả có mặt tại trường quay cũng như quý vị đang theo dõi qua sóng truyền hình Đài Truyền hình Vĩnh Long ạ. Xin chào Thái Chi, tiếng hát của bạn rất là ngọt ngào. Hai bạn đều dễ thương. Và khi mà bạn Thái Chi bước xuống thì Hà thấy rằng tất cả cái sự bao quát của bạn ấy, bạn đều có thể tự chủ được, từ góc máy quay, từ cách bạn diễn, từ cách bạn đưa tay ra để nắm tay Lê Phương. Cảm ơn chia sẻ của anh Quang Hà. Thế còn chị Ngọc Ly thì sao? Chị bước xuống á là như một nàng tiên vậy đó, có cánh nè, đi xuống mà sang trọng lắm. Cười tươi nữa. Thì thật sự lúc đầu nếu mà Phương mà không chọn á, em xuống vậy chị cũng không nghĩ em hát cái dòng nhạc này luôn á. Chúc mừng em. Cảm ơn chị Ngọc Ly. Em cảm ơn chị Liên. Thực sự là Khánh cũng thích cái luyến lấy của Chi á, tình cảm lắm. Khi mà hát cái bài với Lê Phương á thì Chi cũng đã làm rất là tốt cái phần của mình, tức là đưa vô những cái câu luyến lấy trong dân ca, thấy cái cách xử lý cái cột hơi, cái rung của Chi á, cũng khá là ngọt ngào. Trong số 8 bài hát mà mình phải tập luyện á, Thái Chi có thể hát một ca khúc khác mà không phải là dòng này được không? Dạ, một trong 8 ca khúc mà Chi thích nhất đó là bài Ước Gì của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh ạ. Ước Gì, dạ, một đoạn con tặng Chi chúng tôi nhé. Em đã biết cô đơn là thế, mỗi khi cách xa anh. Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Rất là tuyệt vời, dòng nào bạn hát cũng rất là ngọt ngào đấy ạ. Và một lần nữa cảm ơn diễn viên Lê Phương và Thái Chi. Xưa đây cô đơn vắng tay, đời anh đã vắng em rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì anh gặp em một lần. Anh sẽ nói anh luôn nhớ em và anh chỉ có
giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. À dạ, em xin chào anh Bạch Công Canh. Và lời đầu tiên thì cho phép Y Nguyên xin gửi đến toàn bốn vị anh chị ở đây và toàn thể quý vị có mặt trong trường quay cũng như quý vị đang xem đài qua đài truyền hình Vĩnh Long. Lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiết mục này đi ạ. Khanh mời chị Vân Khánh. Xin chào Y Nguyên. Dạ em chào chị. Phải nói từ đầu chương trình đến giờ đây là một cái giọng ca mà Vân Thánh thấy nói rằng là nó rất là bản năng nhất. Rất là bản năng. Kể cả cái phong cách cũng vậy. Bụi. Không nghĩ khi mà bạn bước từ trên đó xuống mà nghĩ là bạn hát cái giọng này đâu. Tại nhìn bạn bụi bặm lắm, ngầu lắm. Chắc nghĩ phải rock riết gì trơn. Ông dè ra giọng ngọt quá trời ngọt luôn. Và Khánh thích là ở cái chỗ là bạn có một cái sự mộc mạc như vậy. Hát bằng cái tình cảm của mình, bằng cái nội tâm của mình, không qua một cái xử lý kỹ thuật gì hết, nhưng mà cũng chạm được trái tim người nghe. Và đặc biệt rằng là bạn diễn cũng vậy, nó có cái sự e ngại hoặc là bạn cứ như thế này, nhưng mà bạn vẫn feel trong cái nền nhạc như vậy. Bạn không quan tâm, tức là khi bạn đứng trong sân khấu rồi thì bạn không quan tâm tất cả mọi thứ xung quanh. Cái đó là cái lợi thế của bạn. Kết hợp này đã tạo nên một cái tiết mục rất là hoàn hảo. Chúc mừng bạn. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chị Ngọc Liên nói về tiết mục này. Khi mà cất giọng hát lên thì Liên thấy một cái giọng rất đặc biệt, một cái giọng cao lắm. Em hát em rất là khoan thai, giống như là nó không cần một kỹ thuật nào hết, nó không vô một khuôn khổ nào hết. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ.